Địa điểm tiếp theo là Gen đang ở chùa Phước Thành nè. Bây giờ vô chùa để xem có cái gì ở trong đó ha. Như hồi nãy các bạn, hình ảnh các bạn xem thì thấy nguyên một cái tượng Phật rất là bự luôn rồi. Để coi ở trong có gì nữa. Trước cửa chùa có bán rất là nhiều đồ cho các bạn thích kịp mua trái cây á. Wow. Chùa Phước Thành là một ngôi chùa đặc biệt ở An Giang, đã chính thức được ghi nhận kỷ lục Việt Nam với công trình quần thể tượng Phật Tổ A Di Đà và 48 vị Bồ Tát Thánh chúng lớn nhất. Gen sẽ đi lên đây để ngắm tượng Phật. Chùa Phước Thành được Hòa Thượng Thích Bửu Đức Khai Sơn tạo lập năm 1872, tọa lạc tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Khuôn viên của ngôi chùa thì được trang trí theo một cái lối kiến trúc cầu kỳ theo phong cách cổ lẫn kim, nên đã tạo được cái sự uy nghi cổ kính của ngôi chùa ngay từ những ngày đầu được thành lập. Là ở đây nó có một cái con đường quanh co để các bạn đi lên chỗ cái chính diện để ngắm nhìn Phật Tổ luôn. Ngoài ra thì Gen được biết là ngôi chùa này vốn nổi tiếng linh thiêng, nên hàng năm nơi đây thu hút được rất là nhiều du khách thập phương tới đây để mà cúng bái rồi cầu bình an, cầu hạnh phúc, vân vân và vân vân. Gì liệu? Cho tôi xin miếng. Bánh hình. Bánh hình hả? Bánh tráng. Bánh hình, bánh tráng. Nó là khô gà. Cái đó là khô gà. Khô gà sẽ chai. Nhiều chấm đi. Nhiều đi. Vô chứ đây. À hả? Ok. Nhiều chiếc xe em? Dạ 4 ngàn. À 4 ngàn. Các bạn chú ý nha. Đối diện chùa thì 4 ngàn. Bên đây 5 ngàn. À hội phụ nữ hả? À, họ phụ nữ khởi nghiệp thì nó rẻ hơn 1.000, ok. Nói chung là có gửi xe vô đây gửi nha. Đúng rồi. Đối diện chùa luôn. Đây, gửi xe ở đây là 4.000. Bên kia là 5.000.